Đây chúng ta sẽ thực hiện cái mô phỏng cái hoạt động của IC74 hạ C85 hoặc LF85 đều được. Cái chức năng hoạt động nó giống nhau. Thì ở đây ta có hai cái số. Một là số A, nó gồm 4 bit là A3, A2, A1, A0. Và số B gồm 4 bit B3, B2, B1 và B0. Thì các bit này nó nối vào đây. A3 này, A2, A1, A0 này, B3, B2, B1, B0 nối vào đây. Và cái chân của cái con IC74 hạ C85. Đấy. Thì cái đầu ra của nó ở đây, QA nhỏ hơn B. Nếu như mà A nhỏ hơn B thì cái QA này này, dân số 7 này này, nó sẽ bằng 1, nó sẽ có màu đỏ. Ngược lại thì A lớn hơn B thì cái chân số 5 này, này sẽ ra màu đỏ. Và trong trường hợp A bằng B á, thì chân số 6 này sẽ có màu đỏ. Thì bây giờ ta sẽ thực hiện cái so sánh. Đấy. Thì hiện tại thì ta thấy là cái QA nó nhỏ hơn B á, nó lại có cái màu đỏ ở đây. Đây chân số 7 có màu đỏ. Tức là A nhỏ hơn B đúng không? Tại sao vậy? À, ta xem này. A này. A ta thấy là A3 nó nhỏ hơn B3. Đó. Ta không cần quan tâm đằng sau nữa, ta chỉ cần nhìn thấy cái chỗ đầu tiên nó bằng nó nhỏ hơn rồi, cho nên là kết luận luôn là A nhỏ hơn B. Cho nên hiện cái kết quả mô phỏng ta thấy là cái chân số 7 lên màu đỏ này. Giờ để như hai cái bằng nhau. Hai bằng nhau thì nó sẽ so sánh tiếp. Và nếu như mà đến A2 và B2 thì ta thấy là B2 nó nhỏ hơn A2. Vậy vậy thì kết luận là A lớn hơn B. Đúng không? A lớn B cho nên là cái chân 5 này này. Nó có màu đỏ ra này, là 1 đây. Tiếp theo lại như hai cái này bằng nhau thì ta mới so sánh tiếp, còn lại như nó không bằng nhau thì ta không quan tâm được sau nữa. Thì giờ cho nó bằng nhau đi. Nó bằng nhau thì nó sẽ so sánh tiếp. À, ví dụ trường hợp này cho A1 nhỏ hơn B1 đi. A1 nhỏ B1 thì nó sẽ kết luận luôn là A nhỏ thứ B. Đó, cho nên là cái chân số 7 nó lên 1 này. Mặc dù là gì, cho dù là A0 lẫn B0 đi nữa, đúng không? Không lẫn B0 cũng không sao hết. Tại vì cái A0 á, B0 nó trọng số nó nhỏ hơn là A1 B1 cho nên là nó không quan tâm. Chỉ khi nào mà hai cái A1 B1 bằng nhau, A2 B2 bằng nhau, A3 B3 cũng bằng nhau hết thì nó mới quan tâm đến cái A0 B0. Giờ cho nó bằng nhau đi. Cho bằng 0 hết đi. Giờ thì nó sẽ quan tâm đến A0 và B0. Thì thấy A0 lớn hơn B0 này, cho nên là A lớn hơn B. Chân 5 màu đỏ. Để như hai số là bằng nhau hết, bằng 0 hết đi. Như vậy hai số bằng nhau. Đúng không? Bằng nhau nhưng mà cái chân QA nó bằng B nó ra ở chân số 6 này nó vẫn không bằng nhau. Nó vẫn không ra màu đỏ. Đúng không? Mà nó vẫn là màu xanh bởi vì nó còn thiếu cái đầu vào này nữa này. Đó, thiếu cái đầu vào nối tầng này. Ta chưa kết luận là cái đầu vào nối tầng này như thế nào nữa. Nếu như ta đưa cái chân này, chân 1 vào đây. Đấy. Đưa cái 5V vào cái chỗ chân A bằng B á. Tức là cái phần nối tầng nó cũng bằng nhau. Đó. Thì cái chân số 6 này nó mới ra màu đỏ này. Đó. Nó mới kết luận là A bằng B này. Tại vì nãy nó không có kết luận A bằng B bởi vì nó chưa biết cái đầu vào nối tầng nó có bằng nhau không. Thì ta muốn cho nó kết luận thì ta cho cái đầu vào nối tầng này lên dương 5. Cho, tức là lên 1 đấy. Thì khi đấy thì cả cái bit so sánh, cả cái bit A và B á, 4 bit A và 4 bit B này này. Để nó bằng nhau thì nó kết luận luôn là A bằng B, chân số 6 lên 1. Đấy. Đây là trường hợp mình so sánh là 4 bit, đúng không? Nếu mà muốn so sánh 3 bit thì đơn giản mình bỏ cái bit số 3 này đi. A3, B3 này mình nối xuống đất luôn. Đúng không? Đấy. Còn nếu mà 2 bit thì nối tiếp. Đúng không? A2 và B2 nối xuống đất luôn. Đây này. Đây chân này. Đấy. Thì cái việc giảm bit thì dễ. Còn việc tăng bit thì ta phải thêm IC. Đấy. Tăng bit ta sẽ bỏ thêm một con IC nữa. Ở đây. Đấy. Và... ở đây ta lấy một cái bit ví dụ như là
ta có cái A0 đến A3 đúng không? Thì đây sẽ là A4 này. Và đây sẽ là B4. Đó, như vậy ta sẽ có copy cái này. Ta paste sang đây. Paste. Đấy. Thì ta sửa cái này ra thành đi vào đây. Sửa thành A4 này. Này mình cũng sửa lại thành B4 này. Ở đây mình gọi nó vào là A4 này. Đây thì là B4. Đó. Cái đầu vào nối tầng của ta là đây. Của các bit từ A3 cho đến A0 á thì ta nối kết quả đầu vào nó ta nối lên đây. À, nó bị đấy chân 7 thì mình nối sang cái chân 7 bên này, chân 2 bên này. Đúng không? Đấy. Cái đầu A quy A nhỏ hơn B này. Kết quả của cái việc so sánh bộ bit thấp á. Thì ta nối lên cái đầu vào A nhỏ hơn B của cái bit cao. Hiện tại thì A4 B4 là bit cao nhất đúng không? Đấy. Cái đầu A bằng B thì nối sang cái đầu A bằng B bên này. A lớn hơn B á thì nối sang cái đầu A lớn B bên này. Rồi cái thứ tự như vậy mà nối. Thì bây giờ đây chính là cái bộ mà sử dụng là 5 bit đúng không? 5 bit. Đấy. Từ A0 cho đến A4 so sánh với B0 đến B4. Đấy. Ta sẽ chạy cái này. Thì A4 B4 là cái trọng số nó là lớn nhất. Đúng không? Hiện tại thì cái đầu ra đây nó trên chọn lên màu đỏ tức là A bằng B. Bởi vì sao? Bởi cả cái bit A4 với B4 bằng nhau, A3 B3 bằng nhau. Để tương tự A2 B2, A1 cũng vậy, A0 B0 cũng vậy. Đấy. Bây giờ nếu như A4 nha mà bằng 1, B4 bằng 0. Thì A4 sẽ thì A sẽ lớn hơn B đúng không? Đấy, thấy là QA lớn hơn B này, trên 5 dương này. Mặc dù là những cái chân đằng sau này những chân sau thấy B3, B2, B1 là lớn hơn hết lớn hơn B A3 A2 A1 A0 chân này bằng bằng 0 dễ bằng 1 mà nhưng mà kết quả nó vẫn là gì A lớn B bởi vì cái bit A4 là có trọng số lớn nhất thì nó đã lớn hơn cái B4 này. Chỉ khi nào hai cái này bằng nhau đúng không thì mới so sánh tiếp. Thành tiếp thì thấy B3 lớn hơn A2, A3. Cho nên là A nhỏ hơn B. Đó. Để mà ta lại bằng nhau thì cho thành tiếp, đúng không? Để bằng nhau thành tiếp như vậy. Đây là trường hợp mình dùng bao nhiêu? 5 bit, 5 bit. Bây giờ muốn 6 bit thì sao? Ở đây ta đưa vào đây là một cái A5 này. Và B5 đưa vào đây. Này ta cũng phải copy. Và bật sang đây. Đấy. Cái này ta sửa đi. Sửa thành A5 này. Cái này sửa thành B5. Ở đây là A5 này. Rồi đây là B5. Đấy. Thì bây giờ A5 B5 lại trọng số lớn nhất đúng không? Đấy. Cho nên là cái quyết định so sánh ở hai cái này nó sẽ quyết định đầu ra. Ví dụ như là ta cho A5 về 0 đi thì B5 nó sẽ lớn hơn A5. Vậy vậy á kết quả A sẽ nhỏ hơn B. Bất chấp đằng sau này nó như thế nào. Hai số bằng nhau thì nó lại quan tâm đến A4 B4. Trường hợp này là A4 lớn hơn B4 cho nên là A lớn hơn B. Đây là trường hợp mà ta nối tầng cho mấy gì? Trên này 4 bit này. Giờ mình nối thêm 2 bit nữa là được 6 bit rồi. 6 bit, bây giờ mình muốn nối tiếp thì mình nối thêm vào đây.
A4 và A5 rồi sang đây A6 này. Đấy, B6 này. Đấy. Thì nếu mà nối thêm nữa thì mình sẽ thành gì? A7 rồi là B7. Thì ta lại copy cái phần này ra. Đấy. Thêm vào đây một tầng nữa. Thì mình sửa cái này thành gì à? A5 rồi thành là A6 này. Này là A7 này. Đúng không? Thì đây sẽ là gì? A6 này. A7 này. Đấy. B4 B5 thì đây là B6 này. Ở đây là mình là gì? B7. Sửa cái này thành gì? Thành B6. Sửa cái này thành B7. Đấy. Vậy bây giờ ta đã có một cái bộ so sánh gì ạ? 8 bit đúng không? Nếu mà chỉ dùng một IC á thì ta chỉ được 4 bit thôi. Nhưng bây giờ nối hai IC lại với nhau á thì ta được bộ so sánh 8 bit. Đấy. Thì trong đó B7 và A7 là trọng số lớn nhất. Đấy. Thì cái quyết định hai cái này mà nó khác nhau là nó cho quyết định luôn, kết luận luôn là trường hợp A7 nhỏ hơn B7, kết luận là A nhỏ hơn B luôn này, không quan tâm phía sau.